gió tầng nào sẽ gặp may tầng đó. Tu dưỡng đủ xuất sắc, ắt sẽ có vô số người xuất sắc đến với bạn. Tôi từng đọc một đoạn thế này: đừng cố đuổi theo một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đuổi theo ngựa để trồng cỏ. Đợi đến khi xuân về hoa nở, sẽ có cả một bầy ngựa đẹp đến cho bạn chọn. Đừng cố nịnh bợ một người, mà hãy dùng thời gian tạm thời không có bạn để nâng cao cái năng lực của bản thân. Đến khi thời cơ chín muồi, sẽ có rất nhiều người đồng hành cùng với bạn. Bạn bè có, ân tình chỉ là tạm thời. Người bạn bị thu hút bởi tài năng của bản thân mới lâu dài. Trao dồi cho bản thân có tác dụng hơn mua vui cho người khác nhiều. Bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại. Bản thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Muốn gặp người xuất sắc, bạn cũng phải biến mình trở nên người xuất sắc. Người xuất sắc sẽ gặp người xuất sắc hơn. Bản thân giỏi thì mới gặp người khác giỏi hơn. Ở cùng với người tràn đầy ánh sáng thì lòng bạn sẽ không bao giờ tăm tối. Ở cùng với người có chí tiến thủ, bạn sẽ không bao giờ bị lạc hậu. Ở cùng với người hào phóng, bạn cũng sẽ không nhỏ nhen. Ở cùng với người sáng suốt là khi gặp chuyện sẽ không cảm thấy hoang mang. Và bạn là người như thế nào sẽ gặp người như thế đó. Đời người quý giá, nhất định hãy biến mình trở nên xuất sắc và đi cùng với người xuất sắc.